Mày thiệt là kỳ. Rõ ràng là mày muốn bắt Nga, đừng nhắc đến Nhi. Bởi vì làm như vậy, chẳng những bắt Nga không vui, mà còn khiến cho Hằng không thoải mái nữa. Vậy mà lời nói của mày giống như là dao đâm vô lỗ tai người ta vậy. Mày nói gì vậy hả? Mày nghĩ là tao trạnh đến mức quan tâm của ta có thoải mái hay không à? Tao cũng đang muốn cô ta không thoải mái hơn như vậy nữa kìa. Ok, mày muốn làm gì cũng được, nhưng mà mày nên nhớ, những gì mày làm á đang khiến cho cả hai người đó buồn. Bác Nga thì đang soi máu vì mày, còn Hằng á vừa hay lại thấy thêm được bộ dạng vô tâm độc ác của mày. Mày vừa lòng chưa? Vừa lòng tao chứ. Không những vừa lòng mà tao đang rất hài lòng. Tao còn muốn cô ta nhìn thấy bộ mặt thật của tao nữa kìa. Bởi vì như vậy á, cô ta mới biết là tao đang hành hạ cô ta tới tột đỉnh. Ok, nhưng mà tao khuyên mày á, mày muốn làm gì cũng được hết Trung, nhưng đừng để ảnh hưởng tới công việc. Nè, tí nữa có cuộc hẹn với Tài Lâm và Sĩ để bàn về tiềm năng đầu tư của hai cha đó. Bây giờ còn sớm, mày muốn gặp người ta không? Nếu mày không muốn á thì tao báo cancel. Tại sao không? Chuyện của cô ta làm sao ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của tao được, đúng không? Bạn anh tới rồi, mình vô gặp nó nha. Ê, sao lâu vậy? Để tao lâu không? Nãy giờ. Chào anh. Mời em, vô vô vô. Rồi. Vô. Một, hai, ba, vô. Ây da. Trời ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh lỡ tay, có sao dạ, không em? Dạ, không sao. Nhà vệ sinh đâu vậy anh? Ở bên đây nè em. Dạ, em vô xíu nha. Xỏ lá thiệt mà. Ngồi xuống. Mày bình tĩnh được không? Mày không nhận ra ai hả? Cô này là bạn của Hằng đó. Bạn của Hằng thì sao? Cô ta sắp bị người ta hại rồi, mày không ra tay hả? Mày nhìn phía sau tao kìa. Vô. Xong rồi hả? Dạ xong rồi. Ăn đi. Anh xin lỗi nha. Dạ không. Uống nghe. Nè uống đi em. Mời em. Rồi. Dạ. Một, uống nha. Hai, ba, vô. Uống đi em, uống hết luôn nha. Uống. Dừng lại. Để anh uống nha. Ủa? Không được uống. Đi. Đi về. Nè, muốn tôi ra coi. Trời, chỗ ta đi chơi đừng có tới phá đám nghe chưa. Đi đi. Tôi không về gì hết. Mấy người phải về với tôi. Thằng kia, nè, mày là ai vậy hả? Dạ, không gì đâu, bạn em. Hai cái thằng xỏ lá này, đừng nghĩ tao không biết tụi mày làm gì nha. Bé, đi về. Cậu đã không muốn về rồi, mày biến giùm tao một cái. Đúng rồi đó, mày biến đi, đừng để tao đánh mày nha. Tụi nó bỏ thuốc vô ly mấy người đó. Thuốc gì, khùng hả? Đừng có ăn không nó có nghe chưa. Thôi, tôi không cãi nữa, đi về. Đừng, nó nói không muốn về mà. Thôi kệ ông đi, tụi mình chơi tiếp, tiếp đi mấy rồi. Anh ngồi đi em. Đi em. Mà xuống, mà xuống. Rồi, nè, uống đi. Vô em. Vô. Mẹ, nghe tôi nói đi, nguy hiểm lắm. Buông ra coi. Nè, ông bị điên hả? Phiền ghê á. Thôi mình vô đi mấy anh. Vô em. Vô. Đó, có sao đâu. Bỏ thuốc hả? Uống nữa cho coi nè. Mình ăn đi, mình ăn đi. Tự nhiên đi em. Tôi nói đồng không nghe. Đi. Mày bỏ ra coi. Làm gì vậy? Mày muốn gì hả? Mày. 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 Mày làm gì vậy? Hai đánh một như vậy làm sao anh ta chịu nổi? Thanh niên trai tráng mà,
Bị đánh xíu có sao đâu. Chưa gì mày? Cái gì? Thằng đó phá đó. Thằng này nè, hồi nãy nó vô á, nó định xăm xảo bạn em. Đúng đó. Mấy anh coi, bắt nó lên trên phường giùm em cái. Đừng lên. Nó lên phường đi. Tôi không phải là người cần bắt đâu. Sao có người bắt tôi vậy? Đi, đi. Nè, buông ra. Buông ra coi. Khoan hả? Anh là ai vậy? Hả? Tôi không biết anh. Và chắc chắn anh cũng không biết tôi. Nhưng tôi biết anh này. Thì sao? Đừng tưởng mấy chuyện anh làm tôi không thấy. Tôi làm gì? Mấy anh bỏ thuốc vào ly bia và bắt cô gái này uống. Thuốc gì? Thôi đừng có cãi. Mấy ông làm gì có camera ghi lại hết rồi. Không có chối được đâu. Hai anh bắt lộn người rồi đó. Chính là hai người này. Mày có chân đó. Anh kia. Buông ra. Làm gì bắt tôi? Buông ra. Làm gì bắt tôi? Làm cái gì thì lên công an rồi biết. Cậu có sao không? Cảm ơn anh. Sau này á, thấy không làm lại người ta thì phải biết dùng cái đầu của mình. Hùng hổ đi làm gì rồi đập phá như vậy á, chỉ thiệt cái thân mình thôi. Chuẩn bị lên công an trình báo đi, lấy tiền đền cho quán. Mọi chuyện qua rồi, đừng níu kéo quá khứ chỉ thêm đau lòng thôi. Dù sao á, người có tội cũng đã phải trả giá rồi mà. Anh ta nói như vậy là để giúp mình tránh tình huống không thoải mái sao? Không, anh ta không thể nào tốt với mình như vậy được. Vốn dĩ anh ta và cô cắt khẩu, chẳng qua là vô tình thôi. Cái chết của Nhi ắt hẳn đã khiến cả hai chịu nhiều tổn thương rồi. Có thể anh ta cũng chỉ đơn thuần muốn cô Nga quên đi những ký ức đau buồn mà thôi. Ủa Hằng, về rồi hả? Bà ăn gì chưa? Có đói không? Mà nè, sao cái mặt thừ lừ vậy hả? Ăn rồi. Mặt bình thường chứ có thừ lừ gì đâu. Mà làm gì mặt vui dữ vậy? Có chuyện gì hả? Tôi có việc làm nhẹ, lương cao. Tôi làm một chút xíu thôi mà được 500 ngàn luôn đó. Ghê. Mà làm gì? Tôi làm vệ sĩ cho một bà học đòi làm người nổi tiếng đó. Hèn chi vậy, nhàn là đúng rồi. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này đâu. Vụ gì nữa? Tôi có người theo đuổi á. Thiệt á hả? Ghê không? Ai vậy? Người đó. Chờ chút. Thằng Tí nó gọi nè. Chị nghe nè. Cái gì? Trời đất ơi. Rồi biết rồi, tới liền. Ê, chuyện gì vậy? Hai đứa tụi nó bị bắt ở trên đồn công an kìa. Không bất ngờ gì hết vậy? Có gì mà bất ngờ. Đồn công an là chỗ tụi mình thường tới mà. Thôi đi. Đi. Cái gì? 70 triệu? Theo biên bản, chủ quán báo cáo thiệt hại 3 chai rượu và các đồ uống khác, ngoài ra còn có bàn, ghế, ly, nội thất, tổng cộng là 60 triệu. Thêm ảnh hưởng doanh thu của nhà hàng 110 triệu, tổng cộng đền bù là 170 triệu. Nhưng mà bây giờ một mình nó cũng đâu có đánh lộn được đâu. Nè, đó, bên đây hai người lận nè. 2-1. Trời đất ơi, nếu mà như vậy thì 170 triệu đó phải chia cho ba mới đúng chứ. Đây là yêu cầu đền bù của chủ quán. Bên kia đã chịu bồi thường 100 triệu, mà chỉ có anh Tý là người có hành vi phá hoại tài sản. Ngoài ra anh Tý còn mang thêm tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng mà bây giờ đâu có khơi khơi mà tự nhiên nó đánh bên kia được. Không có lửa sao có khói. Một mình nó mà đánh lại hai người này á hả? Trời đất ơi, cũng chỉ để bảo vệ một người con gái nhỏ nhắn vậy thôi, mà tự nhiên bây giờ bắt nhỏ bồi thường.
Công lý ở đâu? Đúng rồi. Công lý gì? Nó đập phá đồ đạc, nó cản trở người ta bán buôn, mà đòi công lý hả? Mày nói cái gì hả mày? Cái gì? Rồi sao? Nè, mọi người trực tự, đây là trụ sở công an. Mình bình tĩnh tìm cách giải quyết đi. Mình mà quậy là vô tù ngồi chung với ông Tý nữa. Kệ chị đi. Em xin lỗi nha, tất cả là do em hết á. Biết tiền ở đâu mà trả đây không biết nữa. Chị hay là nhờ ảnh đi. Lại là anh ta. Chắc chắn đây cũng là chuyện tốt mà anh ta cất công dàn xếp chứ gì. Mà thôi, kệ đi. Trước mắt phải cứu thằng Tý cái đã. Tôi muốn mượn anh 70 triệu. Được. Vậy là em của tôi nó được thả ra đúng không anh? Ừ. Cô ký tên vào đây, rồi mọi người có thể về. Dạ. Cảm ơn anh. Ừ. Chị Hân, em xin lỗi chị. Xin lỗi mọi người. Tại vì thôi, em... không sao đâu. Về trước đi. Ừ, chị tính đi đâu nữa? Chị có chuyện cần phải giải quyết. Minh, đưa tụi nó về. Ừ. Nè, đi về. Dạ. Đi. Tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện hôm nay thật ra là... Điện. Hả? Hồ sơ mà đã chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai á, cậu chuẩn bị chưa? Hồ sơ nào? Về chuẩn bị đi. Là sao tao không hiểu? Về trước chuẩn bị hồ sơ cho tôi. Tao hiểu rồi. Chào. Sao? Cô có gì cần nói hả? Trước tiên, tôi phải cảm ơn vì anh đã cho tôi mượn số tiền lớn như vậy. Nhưng mà anh đừng có đắc ý. Anh đừng có nghĩ là anh dùng mấy cái thủ đoạn của anh để ép tôi làm toàn thời gian cho anh nha. Tôi biết anh đã làm rất nhiều chuyện để phá rối cản trở tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ là những chuyện như ngày hôm nay mà anh cũng bày ra được. Chính anh là người đã sắp xếp để cho bé bị chuốc thuốc, sắp xếp để cho Tý đánh nhau, và anh cũng sắp xếp cho chủ quán chỉ đòi tiền đền bù một bên. Từng bước một, anh muốn dồn tôi vô đường cùng đúng không? Mà phải khen anh đó chứ. Đúng là một nhà biên kịch tài ba. Cô nói xong chưa? Đúng là đồ máu lạnh mà. Được thôi. Nếu cô nói như vậy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là máu lạnh. 70 triệu tôi muốn cô trả tôi trong đêm nay. Nếu cô không làm được, tôi sẽ dồn cô vào đường cùng đó. Được, trả thì trả. Trong đêm nay tôi sẽ trả hết toàn bộ cho anh. Được, là cô nói đó nha. Theo tôi. Nè, nè, buông ra. Cô ngồi đi. Ủa, tôi tưởng phải là... Thì cứ ngồi trước đi. Anh Trung, hiếm khi thấy anh tới đây giờ này, lại còn dẫn theo... Làm gì vậy? Không phải là cô nói sẽ trả hết nợ cho tôi trong đêm nay sao?
Anh bị điên hả? Tôi tưởng là cô đã chuẩn bị tinh thần để đương đầu với tất cả mọi chuyện rồi chứ. Sao bây giờ lại như vậy? Anh nói là chỉ cần tới đây ký hợp đồng với đối tác thôi mà. Làm hay không là do cô quyết định. Nhưng tôi cho cô hay, nếu trong đêm nay mà cô không trả số nợ đó, thì từ ngày mai trở đi, mỗi ngày tôi sẽ tính nợ lãi suất dồn bằng với lãi suất thị trường. Cô có hiểu không? Nè, tôi đánh anh thiệt đó nha. Tránh ra. Hay, có rồi đây. Bộ này được không anh? Cô đi thay đi. Cái gì? Anh kêu tôi mặc cái này á hả? Không phải là cô muốn có tiền trả nợ hả? Không, nó hở lắm, tôi không mặc đâu. Tôi tính lãi suất đó. Đi. Đã hẹn đến đây vui vẻ một chút để bàn chuyện làm ăn, sao đến trễ vậy? Qua đây bàn chuyện làm ăn, kéo cô ta tới đây làm gì? Trung. Ai vậy? Một cô gái có tiền án rồi, mới đi tù 3 năm vậy. Tao chỉ làm phước giúp cổ có việc làm, coi như là giúp người xấu hoàn lương. Em qua đây ngồi với anh. Em có biết không, ở đây á, anh không có kỳ thị ai hết. Ai đến với anh á, anh cũng đều chào đón. Đối với anh á, quá khứ chỉ là tro tàn, tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay thôi là lửa sáng chói lòa. Cảm ơn anh. Em tên là Hằng. Đúng là em đang kẹt tiền thiệt. Đi tù á thì em cũng đã đi rồi. Một người mà có tiền án như em, muốn làm ăn cái gì cũng khó. Hôm nay em bắt nợ anh Trung một số tiền lớn, nên đành phải biết điều, kiếm tiền trả nợ. Em muốn là trả xong hết nợ, sẽ không cần phải dây dưa với anh ta nữa. Thì ra là em thiếu nợ anh Trung hả? Tưởng gì, chuyện nhỏ. Em muốn kiếm tiền nhanh đúng không? Giờ thì em cứ ngồi ở đây uống với anh. Tiền bạc thì anh lo cho em hết. Vậy thì còn gì bằng. Để em mời anh ly này nha. Dạ. Em mời anh. Mời em. Để anh rót rượu cho. Ngon quá anh ơi. Rượu này ngon quá, mình phải uống hết nguyên chai luôn nha. Bây giờ anh mời em một ly nha. Cảm ơn anh. Anh Trung uống không? Vậy thôi, mình uống với nhau thôi anh ha. Nè, khoan đã. Cô theo tôi. Cái gì vậy? Đi theo tôi. Buông ra, tôi đang vui vẻ mà. Nè, anh làm cái gì vậy? Buông ra, buông ra. Nhanh ha, cô nhập vai cũng nhanh đó.
Cô làm nghề này cũng có vẻ điêu luyện. Đây là ý của anh mà. Anh muốn là tôi trả nợ cho anh. Anh muốn là tôi tiếp rượu cho bạn của anh. Tôi chỉ làm theo ý của anh thôi. Anh muốn cái gì nữa? Mệt hả? Để anh đưa em đi nghỉ nha. Anh làm cái gì vậy? Buông ra. Đi em. Buông tôi ra. Đi. Nè. Vô đây. Buông ra. Anh làm cái gì vậy? Buông ra. Buông tôi ra. Nè. Cảm ơn anh. Em tên là Hằng. À, đúng là em đang kẹt tiền thiệt. Đi tù á thì em cũng đã đi rồi. Một người mà có tiền án như em, muốn làm ăn cái gì cũng khó. Hôm nay em bắt nợ anh Trung một số tiền lớn, nên đành phải biết điều, kiếm tiền trả nợ. Em muốn á, là trả xong hết nợ, sẽ không cần phải dây dưa với anh ta nữa. Thương vụ hợp tác với công ty tao á, mày suy nghĩ tới đâu rồi? Ký hay không ký á, thì cứ nói thẳng đi, đừng mất thời gian của nhau. Trời, lại nóng tính nữa. Tao với mày á, có xa lạ gì đâu. Tối nay á, đến chỗ bà Liễu đi. Vui vẻ một chút. Muốn ký kết cái gì á, thì ký cũng đâu có muộn. Bây giờ tao đang stress lắm. Cần được xóa mày biết không? Chỗ bà Liễu á, có nhiều bông, nhiều hoa lắm. Nếu mày muốn á, thì tao... được rồi, tao sẽ tới. Cái thằng này lúc nào cũng nghiêm túc vậy, có gì vui? Thư giãn thư thản chút đi. Nhớ tới đúng giờ đó. Ừ. Không có gì gọi là nghiêm túc trong làm ăn hết. Cái thằng này, tao tưởng mày với thằng Lam về rồi mà, nên tao mới kêu bạn tao tới đây nè. Hằng đâu? Hằng đâu sao tao biết? Vậy còn thằng Lâm? Thằng Lâm? Tao hỏi mày thằng Lâm đâu? Thì nó dẫn con nhỏ đó lên phòng rồi. Buông ra chứ. Chống cự nè. Mày làm gì vậy? Mày Hằng, cô bị sao vậy Hằng? Hằng, cô tỉnh lại đi Hằng. Nè, cẩn thận đó. Sao sáng dữ vậy? Nè, cẩn thận. Buông nó đi. Nè, anh làm gì nói vậy hả? Anh là đồ khốn nạn mà. Anh đi đi. Đừng nói là anh hại chị Hằng nha. Hai cô lo cho cổ đi. Ê, nè, ê, nè chị Hằng. Vì chị Hằng vô nhà trước đi rồi mình tính sau. Mày về rồi đó hả? Cái thằng này làm hết hồn mà. Nhà mày đâu mày không ở? Qua đây làm gì? Tin nhắc chết tao hả? Chờ mày. Sao không bật đèn? Chờ mặt. Mày là mắt cà rồng hay sao mà sợ chói mắt? Ủa? Mày bị gì vậy?
Ờ, ngoài trời đâu có mưa đâu. Trời không có mưa, tại sao mày ướt? Thì đó là chuyện của tao, mày hỏi làm cái gì? Nè, công cuộc trả thù của mày sao rồi? Dù cũng vậy tao sắp thành công rồi. Rồi sao? Nhưng tao dừng lại. Mày không nỡ hả? Tao thấy gì mày biết không? Dù mày cố tỏ ra trả thù hằng, nhưng thực chất mày đang bảo vệ cô ấy thì đúng hơn. Đó là cái nhìn khách quan của tao về chuyện này. Còn mày biết hay không thì tao không biết. Nhưng mà thôi, mày cố chấp lắm. Mày cản mẹ mày không được nhắc tới em gái của mày, để cho hằng không khó xử. Mày ra mặt giúp hai người bạn thân của hằng, không phải vì hằng sao? Mày cho hằng mượn 70 triệu, ok, đối với mày không phải là số tiền lớn, nhưng đối với cô ấy, mày có chắc là cô ấy trả nổi cho mày không? Không chắc. Nghĩa là mày đã sẵn sàng cho không, không cần phải lấy lại. Không có ai mà ngu đâu Trung. Mày dùng số tiền đó để đổi điều kiện khác. Đối với người khác á, thì mày có thể lừa, còn đối với tao thì không bao giờ. Riết rồi, tao thấy mày giống như mấy người nam chính mà giả vờ làm trai hư trên truyền hình. Ngoài mặt thì tỏ ra gian ác, nhưng mà trong lòng không chịu chấp nhận. Tao nói đúng không? Quen quá mà. Nhìn cái bộ dạng của mày bây giờ, chắc chắn không phải xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện drama như trên phim truyền hình. Mày nói nhiều quá à. Mày không thấy mệt hả? Mệt chứ. Nhưng mà tại tao nói đúng sự thật. Về đi, mày phiền tao lắm rồi đó Thiện à. Về chứ. Nhưng mà tao còn ở đây á. Chẳng qua tao lấy thân phận là bạn thân của mày. Nếu tao là thân phận thằng trợ lý, tao về nhà tao ngủ, tao nghỉ cho khỏe rồi. Hơi sức đâu mà ngồi nói chuyện với mày. Tao khuyên mày á, lên nghỉ ngơi đi. Chuyện gì xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Chuyện gì đến á thì nó cũng đến thôi. Mày suy nghĩ chi cho nó mệt vậy? Trời ơi, mày về giùm tao cái đi. Mày phiền tao lắm rồi đó Thiện à. Ngày mai tao sẽ lấy lại chìa khóa. Vậy thì về. Nhưng mà mày thừa nhận là tao nói đúng tim đen của mày chứ gì? Cái thằng... Thôi được rồi, để tao về. Ngày mai muốn đổi chìa khóa, để tao kêu thợ qua làm cho. Mày làm chi mất công. Tỉnh rồi. Chị Minh ơi, chị Minh ơi, tỉnh rồi chị Minh ơi. Ờ. Bà tỉnh rồi hả? Đi múc cho hàng tô cháo đi. Dạ dạ. Rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện gì với bà vậy? Mà hôm qua sao tôi về được nhà vậy? Thì ông Trung đưa bà về chứ sao? Ông Trung hả? Sao tôi không nhớ gì hết trơn vậy nè? Bộ dạng hai người lúc đó ướt nhẹp, cứ như là đi dầm mưa về vậy đó. Nè chị, chị ăn miếng cháo đi. Cảm ơn em, phiền mọi người quá. Bà thấy trong người sao rồi? Có cần phải uống thuốc men gì không? Tôi không sao đâu. Bà không nhớ lúc đưa về. Vậy trước lúc đó thì sao? Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ là tôi bị quăng vô cái phòng, rồi thằng cha kia chút nữa thì... Cái gì? Tại sao bà lại ở đó? Tại sao đi một mình mà không gọi tụi tôi hả? Tại vì anh ta nói có hợp đồng cần ký kết với đối tác. Nói tôi chỉ cần tiếp rượu thôi là coi như trả nợ hết cho anh ta rồi. Ý bà là thằng khốn nạn đó chuốc rượu bà xong rồi cưỡng bức bà đó hả? Đợi đó. Ê, định làm gì vậy? Thì đi cho hắn ta một bài học chứ gì. Chị, thằng đó là phải ông Trung không? Thì cái thằng khốn nạn đó với cả ông Trung luôn. Ai biểu ông Trung là người ép con Hằng tiếp rượu chi? Thôi, tôi không sao mà. Mà hình như là trong cái thời khắc nguy hiểm đó, tôi có nhìn thấy anh Trung.
Hình như là anh ta đã cứu tôi đó. Rồi sau đó thì tôi không nhớ gì nữa. Cứu chị sau khi ép chị trả nợ, gì kỳ vậy? Thì rõ ràng hai chuyện đó là hai chuyện riêng biệt mà. Muốn trả nợ thì có thể trả nợ chính đáng. Chắc tại thằng khốn nạn kia làm quá nên ông Trung mới nhảy vô cứu bà đó. Nhìn anh ta khó lường thiệt, mặt lạnh lùng vô cảm. Mình sẽ không bao giờ biết anh ta nghĩ gì muốn gì đâu. Lạnh lùng, khó hiểu, khó lường. Nhưng mà có thật là vô cảm không? Nếu mà vô cảm thì tại sao lại quay lại? Tại sao lại cứu mình và mang mình về tận đây? Anh ta có thể bỏ mặc mình mà. Tóm lại thì doanh thu của trang thương mại Autobuy đã tăng sắp xỉ 2% so với tháng trước. Không lẽ không có chút thắc mắc gì cần hỏi mình sao? Không lẽ không cần mắng mình hay là cảm ơn mình sao? Như vậy, với phương hướng đã đề ra về các trọng điểm chính cần đánh mạnh vào quý tới, tôi hy vọng là Autobuy sẽ có bước phát triển doanh thu đáng tự hào hơn. Tôi công nhận và đánh giá cao sự nỗ lực góp phần giúp cho trang Autobuy phát triển, và đó là thành quả cao của tất cả mọi người. Nhưng mà công bằng mà nói, 2% là con số quá thấp. Tôi thừa nhận đánh giá của chủ tịch. Tôi mong một con số ấn tượng trong kỳ họp lần sau. Dạ. Hôm nay tới đây thôi. Anh khó chịu đúng không? Ý em là sao? Đây là lúc anh phải nhìn ra con đường của chính mình. Cái ghế phó chủ tịch đó sẽ mãi để trống cho đến khi người ta tìm được người thay thế. Là sao? Anh vẫn chưa hiểu hả? Anh ta chỉ coi anh như là một con cờ. Cho đến khi anh ta tìm được người phù hợp thay thế, và chắc chắn người đó không phải là anh, nói trắng ra là anh ta đang lợi dụng anh đó. Vậy bây giờ anh phải làm gì? Anh phải tính ra con đường khác. Cả chuyện hôn nhân và sự nghiệp của anh nữa. Có lẽ cô ấy nói đúng. Nếu anh ta thật sự muốn bồi dưỡng mình thì đã không gây khó dễ cho mình. Sớm muộn gì anh ta cũng đá mình đi. Xem ra cống hiến hết mình cho anh ta cũng chẳng được ích lợi gì. Em tiết lộ cho anh một bí mật. Anh họ em như là mất một nhà đầu tư tiềm năng. Đây chính là cơ hội của anh. Tức thiệt chứ, tôi mà cũng dám chơi nữa. Thôi anh cứ bình tĩnh đi. Thật ra là ông anh họ của em không có biết nặng nhẹ gì đâu. Không ngờ nó dám ra tay với tôi chỉ vì giành gái. Dù sao tôi với nó cũng là bạn bè lâu năm, cũng là đối tác với nhau nữa. Vậy chắc là cô gái đó có một lai lịch gì dữ lắm nên anh họ mới làm vậy chứ đúng không? Lai lịch gì đâu, lai lịch mà ai đi tiếp khách như vậy. Đã từng đi tù lại đi tiếp rượu nữa, mà cứ xem mình như là mỹ nữ. Ra tù, cô ta tên gì vậy anh? Cỏ dại bên đường, tôi cũng không nhớ nữa. Hình như là... đúng rồi, tên Hằng. Tên Hằng? Ừ. Chẳng lẽ... Thôi chúng ta tập trung vô chuyện chính đi ha. Đúng rồi, nãy giờ em quên giới thiệu với anh. Giới thiệu với anh, đây là anh Thanh. Về mảng kinh doanh bên anh á, thì anh Thanh là một người có kinh nghiệm và tố chất hơn anh Trung nhiều. Đó, vì em thấy ông anh họ của em có lỗi cho nên em mới bù cho anh một nhân tài như vậy nè. Chịu không? Thật sao? Rất vui được gặp anh. Dạ, tôi là Thanh, phụ trách trang Autobuy của công ty. Chào anh. Làm quản lý chính cho trang Autobuy cũng giỏi đó. Dạ. Hai người cứ yên tâm nha. Hai người cứ đưa ra một kế hoạch cụ thể rõ ràng. Nếu được, tôi sẽ đầu tư. Cảm ơn anh nhiều. Chúc cho làm ăn của chúng ta thật thuận lợi và suôn sẻ nha. Tại sao Hằng và Trung lại trở nên thân thiết như vậy? Nếu như Trung biết hết sự thật thì có phải là tất cả hận thù mà Hằng đang chịu mình sẽ phải gánh hết không? Xem ra Hằng càng lúc càng trở thành một mối nguy cho mình. Mà ở dưới trướng tên Trung kia
cũng không phải chốn an toàn. Đã đến lúc mình phải tạo dựng một đế chế riêng rồi. Chị mang vô cho mẹ em giùm em đi. Chứ em ở trong bộ dạng này em không dám gặp mẹ đâu. Em á, nếu mà thương mẹ, làm ơn, trời ơi, trưởng thành về một cái đi. Đừng có sốc nổi như ngày hôm qua nữa. Em biết rồi mà, chị giúp giùm em đi. Cái này nếu như mà em tận tay đưa cho mẹ, có ít hơn chị gấp 1000 lần đó. Em cũng muốn tận tay đưa cho mẹ lắm, nhưng mà không phải là lúc này. Chuyện hôm qua cô không nhớ gì sao? Tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng mà tôi biết anh là người đã cứu tôi. Tôi vẫn nhớ là hợp đồng vẫn chưa được ký, và món nợ 70 triệu đó tôi vẫn chưa trả được cho anh. Có nghĩa là tôi vẫn là con nợ của anh. Anh yên tâm đi, tôi hy vọng là tôi sẽ trả được nợ cho anh bằng cách thức của mình. Tùy cô thôi. Cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Vì anh đã cho tôi mượn số tiền lớn như vậy. Trong đi. Mà cảm ơn chị, hôm qua anh đã cứu tôi. Mày đâu rồi thằng quỷ? Tao nè. Gì vậy? Mày ra đây. Hả? Mày làm gì vậy? Mày tính hù chết tao trước cửa nhà tao hay sao? Con này là sao? Mày làm gì nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy? Tao có làm gì to tát đâu. Ai biểu mày đổi chìa khóa làm chi? Tao vào không được, nên tao chắc hẳn đây. Nhà này là nhà của tao, chứ không phải là nhà của mày. Tao biết rồi, nhà tao với nhà mày cũng như nhau thôi. Cái thằng này, nhà mày là nhà mày, nhà tao là nhà tao, không có như nhau được nha. Có vẻ như bây giờ mày làm cái gì mày cũng không nhớ nữa. Trong đầu của mày bây giờ chỉ nhớ những chuyện liên quan tới Hằng thôi à. Tao nhắc lại một lần nữa cho mày nhớ, chuyện gì mà tao đã quyết á thì chắc chắn tao sẽ làm. Ok ok, chuyện gì mày đã quyết á thì chắc chắn mày sẽ làm. Mày rất dứt khoát, mày là số 1. Ok. Bây giờ có thể mở cửa cho tao đem đồ vô không? Nãy giờ tao mệt rồi đó. Nè, mày cần tao làm nữa hay gì? Nhà mày mày làm, chứ đâu phải nhà tao đâu. Trời, đúng không? Trời gì? Ủa, anh đi đâu vậy? Em đang chuẩn bị cơm nè. À, chắc để hôm khác đi, hôm nay anh hơi mệt. À, vậy hả? Không sao, để em tiễn anh nha. À, thôi khỏi, để anh tự về được rồi, em khỏi tiễn. Dạ. Anh về nha. Ừ.
Alo. Alo, cô Lê hả? Con nè. Anh Thanh. Sao mà kêu bằng cô? Thay đổi cách xưng hô đi cho nó thân mật. À, thằng Thanh nó nói là hôm nay nó đi làm về trễ nha con. Dạ, vậy hả? Anh có nói mà con quên. À cô. Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi nha. Có gì hôm nào con ghé chơi. Ừ, mẹ nghỉ ngơi đây. Dạ. Chào con. Con chào mẹ. Dâu mình. Em cứ cầm lấy cái thẻ này, lấy tiền trong này làm vốn, đi một nơi thật xa nào đó, làm lại từ đầu là được. Không cần đâu. Lần trước tôi cũng đã nói rõ ràng rồi, tôi không có lấy, anh đừng ép. Sao em cứ làm khó anh, làm anh dây dứt hoài vậy? Anh làm gì vậy? Anh nên nhớ là chúng ta đã chia tay rồi, bây giờ không còn như trước nữa. Anh đừng có tùy tiện như vậy. Tôi nhắc lại một lần cuối, tiền này tôi sẽ không lấy, và tôi cũng sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ tự lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng của mình, không cần phiền tới anh. Rồi, đi nha. Gì vậy trời? Không sao đâu, mà làm gì mặt mày căng thẳng lo lắng dữ vậy? Sao mà không lo được? Cái thằng cha nội đó hay nổi điên lắm. Lần trước á hả, gọi điện thoại cho bà, hành hạ bà tơi tả như vậy á, ai mà không lo được chứ. Lỡ hắn ta lặp lại lần nữa rồi biết làm sao giờ? Đúng rồi đó chị. Em thấy cái người đó bất thường lắm, có thể trả thù chị bất cứ lúc nào á. Chị, có gì cố nhịn nha chị, nhẫn nhịn là thượng sách mà. Tôi thấy con bé nói đúng đó. Có gì á bà phải nhịn nha, nhưng mà đặc biệt á là phải có điện thoại bên mình. Có gì á là alo cho tôi liền nghe chưa? Rồi. Em thấy á, tốt nhất á, bây giờ chị nên làm vui lòng anh ta đi. Loại người như anh ta á, không có chịu nổi những ai làm phật ý của anh ta đâu. Ủa mà khoan, dù gì anh ta cũng cứu mạng chị mà. Chị cảm ơn anh ta chưa? Chưa nữa. Nhưng mà thiệt tình á, tôi cũng biết là tôi cần phải cảm ơn anh ta, nhưng mà chưa có cơ hội. Thì mà thôi đi, cái đó tính sao đi. Tôi đi hả? Đi á. Nè, phải cẩn trọng nha. Có gì á phải gọi nghe chưa? Nhẫn nhịn là thượng sách nha chị. Thiệt tình á, lo cho bả ghê vậy đó. Em ước gì một ngày nào đó mình không cần đi làm mà vẫn sống khỏe ha. Bớt mơ tưởng đi cô nương. Thì em nói vậy thôi, chứ mình phải cố gắng làm việc để phụ chị Hằng trả nợ nữa, đúng không? Coi như em vẫn còn chút lương tâm đó. Bây giờ vô chuẩn bị đi làm. Dạ. Yên được không? Tao đã cố. Cô nói trước đi. Anh nói trước đi. Cô tới đây làm gì? Tôi tới đưa anh cái này nè.
anh cầm đi. Cảm ơn anh. Con hàng đâu rồi? Mày ra đây coi. Mày trò đi cướp chồng của người khác rồi hả? Tao không bao giờ chấp nhận mày đâu. Chưa cái mặt mày ra coi. Mày có ngon ra đây. Đồ của tiểu tam. Nè nè, hai con mụ kia có biết sĩ diện không vậy? Dám vác cái mặt tới đây mà vu quay cho con Hằng hả? Nó mà có sĩ diện hả? Tao là tao chưa biêu riếu nó cho thiên khảo biết là mai đời cho nó lắm rồi đó. Đồ cái thứ đi quyến rũ chồng người ta mà còn mày đặt làm ra vẻ cao sang. Tao đã nói rồi, tao không bao giờ chấp nhận con đó. Tao chỉ chấp nhận con này thôi. Tao chỉ chấp nhận Mỹ là con dâu nhà tao thôi, hiểu chưa? Mày nói nó quan hả? Đàng hoàng thì ra đây nói chuyện, sao phải trốn ở trong đó? Trà xanh riết quen thói không bao giờ thay đổi à? Thôi con đừng có giận, để mẹ. Nè, nói với tụi bay á là cái thứ đã mang tù tội còn không biết đường chừa, bây giờ còn trường mặt ra đi quyến rũ người ta, phá hoại gia can người ta. Tụi bay là đồ yêu nghiệt. Đây là cách mấy người thể hiện được cho là những người cao sang hả? Nè, tụi nói hai con mụ biết nha, mau biến khỏi nơi đây, còn không đừng trách tôi giang hồ nghe chưa. Mày thách tao hả? Mày hù tao hả? Thách lại mày đó. Mày dám làm gì tao? Làm thử đi, tao kêu công an còng đầu tụi bay. Thứ tụi bay chơi chung vậy là phải rồi. Tối ngày chỉ biết đi moi tiền đàn ông. Được, chờ đó tao. Dám gì? Mày kêu nó ra đây. Mày kêu con Hằng ra đây. Ba ra đây lời với tao nè. Mày giỏi mày ngon, mày kêu nó ra đây. Hằng đâu? Ra đây. Tao ra đây coi. Tụi bay đâu? Tụi bay đi chưa? Ai trời ơi. Đi. Ai đi? Cái gì hả? Đi. Mấy người biến nhanh chưa? Đi. Biến được ở đâu? Đi. 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 Tụi này hung dữ quá. Đúng là điên khùng mà. Dám nói chàng vậy hả? Vô đây ngồi con. Đúng là cái lũ đầu đường xó chợ vô học. Con có bị sao không con dâu? Dạ con không sao. Mẹ có sao không ạ? Mẹ cũng không sao hết á. Thiệt tình. Ủa mẹ? Hả? Mẹ với Mỹ bị sao vậy? Con hỏi sao Trăng cái gì nữa? Là do con hết thảy á. Con hả? Con làm gì? Anh làm gì? Anh mà không biết anh làm cái gì có lỗi với em á, cái đừng gặp mặt em nữa nha. Con. Mỹ. Con dâu. Mẹ. Rượt theo nó đi. Thôi, em đừng có giận nữa mà. Trách gì cái đám bạn tù vô học đó. Còn về Hằng á, anh còn tình cảm gì với cô ta đâu mà em ghen. Anh chắc chưa? Chắc chứ. Đối với Hằng bây giờ anh chỉ muốn cô ta biến khỏi thành phố này thôi. Em nghe nè, trong lòng anh á, chỉ có em thôi. Anh chỉ là không muốn cô ta ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Vậy sao anh đưa tiền cho cô ta? Nếu như mà không quan tâm thì anh đưa tiền chi? Mỹ à, thì tại vì á, anh muốn cô ta biến mất khỏi đây. Chứ em nghĩ sao mà anh có thể yêu loại người tồi tệ như cô ta. Anh là người mà em yêu. Với lại anh chỉ yêu mỗi mình em mà thôi. Anh không muốn cô ta ở lại đây thêm nữa, để không ảnh hưởng tới uy tín của tụi mình. Anh nhớ lời anh nói đó. Nếu như sau này em phát hiện ra anh gian dối, em sẽ không để yên cho anh đâu đó. Anh nhớ chứ. Anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi. Thằng khốn này, từ lúc mình đòi chứng cứ xác thực nó lại biến mất. Như vậy thì cơ bản nó không hề có chứng cứ gì rồi. Dăm ba cái thằng lừa đảo dớ dẫn. Cái gì vậy con? Cái gì mà lừa đảo? Dạ không mẹ. Con nói mấy cái tin nhắn rác ở trên mạng. Bây giờ nhắn tin lừa đảo qua điện thoại đó mà. Vậy hả? Ăn đi. Dạ. Hôm nay mẹ làm mì nhìn ngon quá à. Con nè. Dạ. Sao lúc này mà thấy con cứ im im như suy nghĩ chuyện gì đó? Có cái gì nói cho mẹ nghe coi. Dạ, đâu có gì đâu mẹ. Con đừng có giấu mẹ. Nói cho mẹ nghe đi. Mẹ lo được hết á.
Ngay cả cái chuyện mà định hướng cho con cũng là do mẹ định hướng, mà con thấy là đúng chứ đâu có sai. Cái chuyện của con Mỹ á, là cũng chính do mẹ lựa chọn, là vì mẹ thấy nó thích hợp làm vợ của con. Đó cũng là mẹ đúng. Mà con thấy á, có ưng bụng không? Dạ, mẹ con nói gì cũng đúng hết á. Mỹ đúng là một người thật tuyệt vời. Biết nói vậy á, còn không mau nhanh nhanh thu xếp để làm đám cưới với nó đi. Người tốt như con Mỹ á, tìm ở đâu ra? Con mà không lo cưới sớm đó hả, là con mất nó đó nghe chưa? Con biết rồi mẹ. Ừ, ăn đi con. Ê Hằng, tuy là bà đã mang đồ ăn đến cho anh ta, nhưng mà tôi thấy bao nhiêu đó đâu có đủ đâu. Chị nghĩ sao vậy? Nhiều đó đồ ăn cộng lại có 70 ngàn tiền chợ, nó khác với 70 triệu lắm luôn. Bà nói đúng rồi đó. Chị biết không, người giàu tính dữ lắm, tính từng đồng từng cắc, vậy nên người ta mới mau giàu. Ừ, chứ sao nữa, không tính là nghèo rớt mồng tơi rồi còn gì nữa. Mà tôi thấy không có đủ đâu nha bà. Bà phải làm thêm cái gì đó. Tôi biết là khó, nhưng mà tôi tin là trước sau gì tôi cũng trả hết nợ cho ổng à. Em hỏi thiệt chị á, chị lấy niềm tin ở đâu mà khẳng định được điều đó? Ủa, mình sống thì mình phải lạc quan lên chứ. Mình chỉ cần có niềm tin, mình tin là trước sau gì mình cũng làm được. Hay lắm luôn á. Bây giờ á, mấy đứa mình phải ăn xong rồi đi kiếm tiền. Ủa, mà bữa nay mọi người có lịch trình gì không? Chị hả, vẫn như cũ, đi rửa chén. Em cũng đi rửa chén. Tôi chạy xe ôm nha. Còn Hằng, tôi biết á, là ước mơ của bà có mục tiêu là tốt, nhưng mà bây giờ mấy cái đó có quá sức bà lắm không? Hay là bây giờ bà làm một cái gì đó vừa sức một chút? Thực tế bây giờ mình phải kiếm tiền mà. Mà tôi thấy cái kế hoạch của tôi nó cũng bình thường chứ đâu có gì đâu ghê gớm. Chỉ là bây giờ đang hơi thiếu nguồn lực chút xíu thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi chúc bà sẽ sớm thành công với ước mơ của bà nha. Cảm ơn bà. Còn món nợ của ông Trung nữa, số tiền 70 triệu đó tụi em không có để cho chị gánh thay tụi em đâu. Bây giờ chị xin ổng trả góp đi. Em với lại Tí á, sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền trả. Ví dụ như mỗi tháng mình trả góp 500 ngàn. Đúng rồi đó, bé nói rất là đúng luôn. Ủa mà khoan, bây giờ á, mỗi tháng trả 500 ngàn, như vậy á, 2 tháng mới trả được 1 triệu, mà mình nợ ông 70 triệu, vậy chi là 140 tháng, mà 140 tháng chia cho 12, trời ơi, 12 năm lận. Thôi đi làm nha. Thôi đi làm nha. Thôi bà ở nhà nha, tôi đi làm luôn. Không sao, mình nhất định sẽ tìm cách. Chú Bình, chú thấy kế hoạch của con sao chú? Cửa hàng rau online của con sẽ là một kênh bán rau bắt kịp xu thế. Bình thường chú hay bỏ hàng cho cô Lê, con hy vọng là sau này chú cũng sẽ bỏ hàng cho con nha. Sẵn đây để dễ hợp tác, chú cũng nói thẳng luôn, chú không biết là cửa hàng rau online của con bán gì, và chú cũng không quan tâm con kinh doanh như thế nào. Cái chú quan tâm đó chính là tiền. Miễn là con lấy rau, con trả tiền đủ cho chú thì chú sẽ cung ứng cho con. Dạ, con cảm ơn chú. Nhưng mà đối với con, chú không thể cho con gối đầu như bà Lê đâu. Ủa sao vậy chú? Tại con thấy là con với chú cũng quen biết lâu năm rồi mà. Trước đây như thế nào thì không nói, còn bây giờ con tự kinh doanh thì khác. Chú nói thẳng luôn, con là người mang nhiều điều tiếng, chú chưa xác định được mức độ uy tín của con, chú không thể tin con được. Hơn nữa con cũng không đủ nền tảng hoặc căn cứ gì để cho chú tin tưởng con. Dạ, những gì mà chú nghe người khác nói thì con hiểu, và con cũng không phủ nhận gì hết. Tuy nhiên là con khẳng định với chú, cửa hàng rau online của con là một ý tưởng hay. Một khi mà có người chịu đầu tư thì con chắc chắn nó sẽ thành công. Đó mà là ước mơ hả? Dạ. Đó chỉ là trí tưởng tượng thôi. Thực tế thế nào có hình dung ra chưa? Muốn khởi nghiệp, con có biết mình có những gì? Con có biết mình phải cần bao nhiêu phần trăm vốn, bao nhiêu phần trăm để bù lỗ, bao nhiêu phần trăm để chữa cháy khi sự cố xảy ra chưa? Nếu muốn xây dựng một kênh để bán online thì phải cần bao nhiêu chi phí để duy trì? Con sẽ làm gì để xây dựng thương hiệu được? Con khởi nghiệp, đó là con đường gian nan.
có rất nhiều thứ khiến con thất bại. Có thể con không có cơ hội thất bại bởi vì con còn chưa bắt đầu. Con có vốn không? Đó, thấy chưa? Đến cái vốn kinh doanh mà con còn không có thì con làm được gì? Cái thằng này gì vậy trời? Có đồ ăn không để cho người ta ăn, để đây giống như xem triển lãm vậy. Vậy mày kêu tao qua đây làm chi? Không ấy á, mày đem mấy món này nè, đem vô kiến lỏng kiến luôn đi. Đây là đồ ăn của cô ta mua cho tao chứ không phải mua cho mày. Muốn ăn á tự đi mua mà ăn. Mày làm tao bất ngờ lắm á. Nè, mày đừng nói với tao á mày định ăn mấy món này xong là mày xóa nợ 70 triệu của cô ta luôn nha. Đương nhiên là không rồi. Cô ta sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tao. Mày nói hay quá. Mày làm như là Tôn Ngộ Không vậy. Không thể nào thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ. Coi như là cô ta xui xẻo, tao sẽ cho cô ta biết thế nào gọi là bí cực. Để tao coi. Mày, cái thằng này. Con khởi nghiệp đó là con đường gian nan, có rất nhiều thứ khiến con thất bại. Có thể con không có cơ hội thất bại bởi vì con còn chưa bắt đầu. Đó, thấy chưa? Đến cái vốn kinh doanh mà con còn không có thì con làm được gì? Không được, mình không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Chú ơi, chú ráng giúp giùm con đi chú. Con hứa là con sẽ trả tiền đúng hạn cho chú mà. Chú đã nói với con bao nhiêu lần rồi mà sao con không chịu hiểu vậy? Con đó chỉ mới bắt đầu kinh doanh thôi, lời lãi thì chưa biết, đã vậy còn mang điều tiếng nữa, mà trong tay thì không có một đồng vốn. Vì chú đồng ý cung ứng cho con là chú tốt bụng lắm rồi. Dạ mà chú ơi, lần này á thật sự là con quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Con không dễ dàng mất đi danh dự và uy tín của mình như vậy đâu, nhất là với nguồn cung duy nhất như chú nữa. Đó là ước mơ của con. Con có kiên định hay không thì chú lấy gì để tin con? Đừng có nói suông nữa. Thôi đi đi, để chú làm việc. Cái ông này không giúp người ta được thì thôi, bà đặt khó khăn chi vậy? Nè, chuyện của tôi liên quan gì tới bà hả? Con kệ ông đi con. Ông xưa giờ tính toán tiền bạc dữ lắm. Dạ, nhưng mà cô là... Con cứ gọi cô là cô ba. Dạ, con cảm ơn cô. Nhưng mà bây giờ chú Bình kiên quyết như vậy rồi, chắc là con cũng phải tìm cách khác. Con xin phép. Khoan con. Hoàn cảnh của con bây giờ là thiếu tiền kinh doanh đúng không? Tiền á thì cô có thể cho con mượn, mà con không cần phải thế chấp giấy tờ gì hết á. Mà tuy nhiên á là cô có buôn bán mỹ phẩm, nên á con phải lấy mỹ phẩm của cô về bán kèm vô, được không? Vậy nghĩa là mỹ phẩm á cô chỉ để giá gốc cho con thôi, con cứ lấy về bán thêm. Nếu mà hả người ta mua nhiều á thì con cứ lấy tiếp của cô về bán. Coi như là cô giúp con có vốn nè, rồi con giúp lại cô mở rộng kinh doanh, cả hai cùng có lợi, cả hai cùng phát triển. Dạ, nhưng mà thiệt tình là con với cô cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mà tại sao cô lại tốt với con dữ vậy? Con đó, cứ từ từ mà tính toán, đừng có quyết định vội. Đúng đúng, đúng rồi đó con. Con cứ từ từ mà tính toán. Nhưng nói nào ngay á, cô á là thấy con tội nghiệp, cho nên á cô muốn vừa giúp vừa cho con vậy mà. Coi như á là cô tích đức cho con cháu của cô thôi. Mà cái hình thức rất là dễ con, giống như là mình chơi hụi vậy đó con. Có điều là cô sẽ nhường cho con hốt hụi trước,
để con có vốn, con kinh doanh làm ăn. Đồng ý không? Nếu mà được vậy thì tốt quá, con cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy là đồng ý rồi đúng không? Dạ. Ui, ngon quá ngon quá. Chị nghĩ coi, hồi sáng mình nói thẳng thường vậy, không biết chị Hằng có tổn thương không ta? Tổn thương chứ sao không tổn thương. Bà Minh nói chuyện kiểu đó tôi còn đau nữa chứ huống hồ. Ê, hai đứa này đổ thừa cho mình chị vậy sao? Chứ không phải hồi sáng hai đứa cũng hùa cho nói hả? Giờ lại vậy nữa. Thì bây giờ mình coi như mình mua cái chỗ này về để đền đáp cho chị Hằng nè. Mấy người nghĩ ai cũng ham ăn như là mấy người á hả? Muốn chết không? Thì tôi cũng ham ăn như là mấy người chứ bộ. Nè, hai đứa này lo chuẩn bị cho xong đi, con Hằng nó về bây giờ luôn đó. Dạ. Trời, mới nhắc cái về tới liền luôn. Chị Hằng, vô ăn lẩu nè chị. Vô ăn lẩu đi chị. Thơm dữ vậy. Món yêu thích của chị luôn á. Mọi người mua lẩu luôn á hả? Ừ. Đợi chị nãy giờ á. Ngon quá, có chuyện gì mà em thấy chị vui ra mặt luôn vậy? Thông báo với mọi người một tin mừng. Đó là tôi đã tìm được nguồn cung ứng rau rồi. Và quan trọng nhất đó là đã tìm được người đầu tư vốn cho tụi mình. Thiệt hả? Ừ. Mà chị làm cách nào hay quá vậy? Thì may mắn thôi. Mà nè, vậy thì bà mượn được 70 triệu trả nợ trong chung chưa? Tôi không nghĩ tới cái chuyện mượn nợ để trả nợ cho ổng luôn á. Trời, chị xỏ lá thiệt. Mà thôi, cái đó thì để suy nghĩ thêm. Mà quan trọng á là mình tính cái chuyện mà kinh doanh của mình cho tốt cái đã. Còn bây giờ thì ăn đi, đói bụng quá. Đúng rồi, đúng rồi. Ây da, nóng quá. Bỏ thịt nha. Bỏ hết luôn đi. Coi chuyện văn nha. Hết luôn. Bỏ hết luôn. Chửi gì. Xin chào mọi người. Mọi người đã xem livestream chưa? Cũng có vài người xem rồi nè, cho nên là Hằng live luôn nha. Mọi người xem nè. Trời ơi, qua cái màn hình thôi mà mọi người thấy cái độ rực rỡ màu sắc của những cái món rau này là biết là nó tươi tới cỡ nào rồi đó. Đây, cà chua nè, ớt chuông nè, bí đỏ nè, dưa leo, củ cải, cà rốt, rất rất là nhiều. Mà đặc biệt là tất cả đều tươi ngon, mới vừa hái từ vườn luôn nha. Cái này á, mọi người xào cũng ngon nè, nấu canh hay là ăn sống cũng được luôn. Mà mình ăn nhiều rau là mình sẽ bổ sung được nhiều chất xơ nha. Lúc đó hả, là da dẻ của mình sẽ rất là đẹp. Mà đẹp bình thường thôi chưa có đủ, mình phải đẹp nhiều nhiều hơn nữa. Đây, cái này á là mỹ phẩm làm trắng da. Nó sẽ làm cho da của chị em phụ nữ á hả, sáng hơn, tươi hơn, đẹp hơn. Nè, cho mọi người xem kỹ ha. Cái này thành phần toàn là từ thiên nhiên thôi, cho nên đảm bảo rất tốt cho làn da của các chị em. Chị em nào mà vừa ăn rau nè, vừa dưỡng da nè, thế nào á hả là cái làn da của mình đẹp mà chồng yêu chồng mê hoài luôn nha. Cho mọi người coi lại nè.
Dạ rồi. Dạ, con gửi chú. Cảm ơn con. Cảm ơn chú. Rồi, lên. Dạ rồi. Rồi, chắc nha. Dạ rồi. Chào con. Dạ. Con gửi cô. Bữa sau nhớ đúng hẹn nha con. Dạ, con biết rồi, con đi nha. Tao báo thông tin cho mày đây. Cửa hàng của Hằng gặp một số khó khăn. Bây giờ khách hàng đặt rau rất là nhiều, nhưng mà cô ấy không có rau để giao cho người ta. Còn bé với Bình Minh á, căn bản là không thể giúp Hằng phụ trách công việc đó được. Bây giờ cô ta đang xoay sở mọi cách để làm sao mà kiếm tiền trả lại cho mày. Thân gái dậm trường, tao nhìn vô tao thấy xót lắm. Mà cuộc đời sao mà thôi đủ rồi. Bởi vậy cứ như vậy hoài thì biết khi nào cô ta mới đủ tiền để trả nợ. Tới đây để nhắc tôi về số nợ đúng không? Anh yên tâm đi, không cần lo. Tôi sẽ tìm cách trả cho anh. Với những cách hiện tại của cô thì không biết tới khi nào cô mới đủ tiền trả nợ cho tôi. Tôi không phải là mạnh thường quân mà phải đợi cô trả từng đồng từng cắt. Với cái kiểu kiếm tiền hiện tại bây giờ thì lâu lắm cô mới đủ trả nợ cho tôi. Hay là cô làm giúp việc cho tôi đi, nhưng vậy sẽ nhanh có tiền trả nợ hơn. Không, tôi sinh ra không phải là làm giúp việc cho anh. Tôi có con đường riêng của tôi chứ bộ. Cô sinh ra để làm gì? Con nợ hả? Hả? Được rồi, tôi sẽ trả cho anh 70 triệu trong tuần này. Được, vậy tôi chờ đó. Cái gì? Ghê dữ vậy hả chị? Ông mới ghê. Mà chị mượn tiền bà chủ hụi để trả tiền cho ông Trung hả? Thì chị chỉ còn có cách đó thôi. Nhưng mà tôi thấy số tiền đó không phải nhỏ đâu nha. Bà lấy lãi bà bao nhiêu vậy? Cô bà không chỉ không lấy lãi mà còn cho trả góp luôn. Trời, gì ghê dữ vậy? Không lấy lời còn cho trả góp nữa. Chị, có khi nào bà chơi xỏ chị không? Gì? Mà tôi á, tôi thấy cũng hơi kỳ á. Tại sao bà lại tốt với bà như vậy? Tôi hành tẩu giang hồ bao nhiêu lâu nay, không có ai mượn tiền mà không trả lãi hết trơn á. Không trả ít thì cũng phải trả nhiều chứ. Chứ sao lại như vậy? Hơi kỳ à nha. Em thì em nghĩ ngược lại. Em thấy chuyện này bình thường mà. Em thấy trên đời này còn nhiều người tốt mà. Bà chủ hụi á là một minh chứng cho điều đó. Nếu như mà cô ba muốn lừa chị Hằng á thì tại sao lại đưa cho chị Hằng một số tiền lớn như vậy? Chị Hằng cướp luôn sao? Nè, đưa rõ ràng luôn rồi đó. Vậy là bé nói đúng rồi đó. Nhưng mà thiệt ra tôi thấy cũng hơi kỳ kỳ á, không có an tâm chút nào hết á. Mình nên cẩn thận thì hơn. Em nghĩ chị Minh nói đúng hơn á, chứ em cũng thấy kỳ lắm. Em theo phe chị Minh. Nè Hằng, đang chở gì vậy? Đang chờ ông Trung gọi. Chưa thấy ai như bà luôn á. Người ta cho mượn, người ta không nôn nóng lấy tiền. Bà trả tiền mà cũng nôn nóng nữa hả? Hôm nay cuối tuần, không lẽ làm tới giờ này luôn ta? Cô nôn gặp tôi tới vậy sao?
tôi chỉ muốn nhanh trả nợ cho anh thôi. Đâu cần gấp vậy, chuyển khoản được mà, tới chi mất công. Bao nhiêu vậy? 70 triệu. Tiền lời đâu? Tôi đâu có tốt bụng đến mức mà cho cô mượn tiền không tính lãi. Tôi nhớ là tôi có nói tiền lãi sẽ cộng dồn theo từng ngày, tính theo giá thị trường. Rồi, vậy anh tính đi, xong rồi báo tôi. Sao chỉ đi trả nợ gì mà giờ chưa về ta? Trời ơi, tí mày làm cái gì vậy? Cứ đi đi lại lại, chóng mặt quá à. Ngồi xuống giùm cái đi. Người ta đi đưa tiền á, rồi lát người ta về. Làm gì mày sốt ruột quá vậy? Trời ơi, sao không lo được? Lỡ chị Hằng gặp chuyện gì thì sao? Miệng cứu miệng quạ của ông á. Xin lỗi. Ê, về rồi kìa. Ý, ê, chị Hằng. Chị Hằng, vô đi chị. Sao rồi chị? Ngồi xuống, nghỉ ngơi xíu đi chị. Ờ chị, sao rồi chị? Trả tiền chưa? Ủa, sao mặt chị khó coi quá vậy? Anh ta đòi thêm tiền lời. Cái gì? Tiền lời? Sao lúc đầu không nói vậy đó? Thiệt ra thì anh ta cũng có nói, nhưng mà chị quên. Giờ sao chị? Thì bây giờ trả chứ sao? Tưởng đâu có tình người cho mượn tiền, ai ngờ xỏ lá thiệt chứ. Thấy anh ta là biết đạo đức giả rồi, cố tình dí bà chứ còn gì nữa. Cũng tại em. Thôi đi bà, mệt quá đi. Cái này là do anh ta thôi. Ban đầu em còn tưởng á là ổng quan tâm chị, nên ổng mới chìa tay ra giúp chị chứ. Thì thấy ổng á cứu bà một lần, cứ tưởng đâu là... Bớt tưởng giùm cái đi. Từ hồi nào tới giờ anh ta chưa bao giờ có một cái động thái gì gọi là quan tâm tới tôi hết. Mọi người làm ơn đừng có hiểu lầm, bớt tưởng tượng nha. Anh, nó tới rồi kìa. Ờ. Ê, nó kìa. Ê, là nó đó. Nè, gì vậy? Mau trả cho tụi ta 100 triệu. Tôi không quen biết gì mấy người đâu. Mày nói cái gì? Mày làm cái gì vậy? Tôi không quen biết mấy người đâu. Không, mình biết. Không quen hả? Nghe rõ nè. Lần sau mà để tao gặp mày á, mày cũng nát như cái đống rau này đó. Nè. Thôi. Đi. Ba sao vậy? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi à. Cho tiền mà tôi đưa cho cô là tôi mượn của bọn giang hồ á. Cô ba đang nói cái gì vậy? Chứ cô tưởng ở đâu mà tôi có nhiều tiền vậy đưa cho cô chứ. Tưởng là nợ một trả một, ai ngờ bây giờ tôi nó đòi á một ngày 2 triệu tiền lời á. 2 triệu? Sao cái gì mà dữ vậy? Tới nước này rồi hả, tụi nó sẽ trực tiếp tìm cô mà đòi á. Tôi không có giúp gì được nữa cho cô đâu. Cô lo liệu mà trả đi. Nếu không á, tụi nó không có từ thủ đoạn nào đâu. Cô à, ráng lo thân của cô đi. Tôi không có biết gì đâu. Tôi đi à. Cô ba. Tôi nghe nè Minh. Bà làm cái gì mà từ nãy giờ tôi gọi không được vậy? Có chuyện gì vậy?
fanpage của cửa hàng mình á đột nhiên xuất hiện rất nhiều bình luận đòi nợ. Còn nữa, những hình ảnh mình từng đi tù á cũng xuất hiện. Họ nói mình lừa đảo giật nợ đủ hết á. Đang bận tay mà ai cứ nhắn hoài vậy trời. Ê bà, tôi mới nhận được tin nhắn đòi nợ. Tôi cũng vậy nè. Con Hằng. Thiệt rồi bà ơi, trên mạng tụi nó đăng hình con Hằng tùm lum luôn rồi nè. Ê trời ơi. Ê bà đi đâu vậy? Bà Lê, cái bà này. Ủa, bà Lê.